yếm cửa hào khăn qua sóng sam tờ xuân phố lắc hang ai em là ý ơi nông nhớ hù diệt bia trôi ai em tàng là ý nơ ý du lắc bầu trôi lấy bia sang mi lô nhanh nhớ bên sao hê lập kín hành âu phua lắng chiêng bầu hót chiếp sầy bầu hên ính mò ai em đục bà năm ta chờ ta bên tông chờ ai em chờ là cờ ngắm hờ luôn thank you.
Chính mến hiện diện trên sân khấu ngay lúc này đây. Vâng, bên phía tay phải tôi đó chính là chú rể Văn Chương và cô dâu Hồng Thắm, hai bông hoa xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, rạng rỡ nhất trong buổi tối ngày hôm nay, và cũng là chủ nhân của cánh diều hồng, làm nên lý do mà toàn thể quý vị cùng trở về trong buổi tối hôm nay để chúc phúc cho hai em và cô dâu và chú rể chúng ta khôn lớn trưởng thành được như ngày hôm nay. Đó cũng chính là nhờ sự che chở đùm bọc của ông bà cha mẹ. Và để rồi hai em con lớn trưởng thành, dựng vợ gả chồng, đó cũng là điều mong muốn của những bậc làm cha, làm mẹ. Vậy ban tổ chức không quên mở lên sân khấu đại diện bên phía nhà trai. Ban tổ chức trân trọng kính mời người chú của chú rể Văn Chương, đó chính là ông Bùi Văn Mộc.
bác người tím đại diện cho người mẹ của Chúa Trẻ Văn Chương, đó chính là bà Hoàng Thị Hải, cùng bác đại diện. Bên phía nhà trai chúng ta trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bình. Bên phía nhà gái, ban tổ chức trân trọng kính mời lên sân khấu song thân của cô dâu Hồng Thắm, đó chính là người bố Lò Văn Nghiệp, người mẹ Hoàng Thị Oai, cùng bác đại diện trưởng đoàn. Bên phía nhà gái chúng ta đó chính là ông Lành Xuân Mai. Trân trọng kính mời các bác các ông trở về sân khấu đi ạ. Chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đi đâu. Sẽ bước lên phía trước một bước đi ạ. Vâng, các khách quý chân trọng và kính mến, hiện diện là trên sân khấu ngày lúc này đây, và đại diện hai bên gia đình chúng tôi cũng như các đồng chí thể đã đông đủ trên sân khấu để quý vị nắm gió hai bên gia đình chúng tôi. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu tới toàn thể khách quý bên phía nhà trai chúng tôi có đại diện cho người bố ông Bùi Thanh, có người chú đó chính là ông Bùi Văn Mâu, đại diện cho người mẹ của chú thể Văn Trương, bà Trần Thị Hợi, đó thay vào đó chính là người thím đại diện, đó chính là bà Hoàng Thị Hải, cùng ông trưởng đoàn bên phía nhà trai đó chính là ông Nguyễn Văn Vinh. Trân trọng kính mời nhà trai chúng ta sẽ bước lên phía trước một bước đi ạ. Và cùng chú rể Văn Trương, chúng ta sẽ cùng cúi đầu ra mắt tập thể quý vị thế nào. Xin mời. Vâng, xin mời nhà trai chúng ta sẽ trở về vị trí ban đầu. Và gia đình ông Bùi Thanh Dương, bà Trần Thị Hợi có địa chỉ thường trú tại Tân Uyên, Lai Châu, rất vinh dự khi được kết duyên với tỉnh Thông Gia với gia đình ông Lò Văn Nghiệp và bà Quảng Thị Oai, cùng ông Lành Xuân Mai có địa chỉ thường trú tại bản Đại Hiệu 2, xã Đại Hiệu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, cùng cô dâu Hồng Thắm. Xin mời nhà gái chúng ta sẽ bước lên phía trước một bước ạ. Vâng, xin mời nhà gái chúng ta sẽ cúi đầu ra mắt toàn thể quý vị. Xin mời. Và chúng ta cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đi ạ. Vâng, xin mời nhà gái ta trở về vị trí ban đầu. Vâng, kính thưa khách quý trân trọng và kính mến, thế gian khi đẹp nhất mặt trời, cuộc đời đẹp nhất có người mình thương, dù ai cho núi kim cương thì cũng chẳng bằng nhìn thấy người thương mỗi ngày. Ta cũng có một giai điệu và một ca khúc đã từng viết như thế này: thời gian đã qua đi thì không thể trở lại, bình minh sửa đến ngôi khi không còn bóng tối, đã có những sông sâu không thể thiếu được suối nguồn, và tất nhiên rồi, thiếu cô dâu Hồng Thắm của chúng ta trên đời, chú rể Văn Trương của chúng ta không thể có được tình yêu, phải không quý vị? Chúng ta cũng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta đi ạ. Và cảm ơn những tràng pháo tay của rất nhiều. Và đôi bạn trẻ của chúng ta, vâng ạ, trai khôn thì dựng vợ, gái lớn thì cả chồng, đó là điều tất nhiên của cuộc đời. Để rồi trong tuổi trẻ, tình yêu, đam mê, khát khao và cháy bỏng như những chiếc cầu vồng bắt qua cơn mưa, luôn tỏa ánh sáng hào quang và tràn đầy hạnh phúc. Đôi bạn trẻ của chúng ta họ đã không quản đại chi và đã vượt qua mốc giới hạn của một tình bạn chân thành, bước sang một tình yêu chung thủy. Để rồi em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Để rồi em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta đến mình, với mình lại với ta, đẹp duyên đôi đứa mặn mà thông gia, và được sự nhất trí của hai bên gia đình và được sự đồng tình của chính quyền địa phương, hai bên gia đình đã chọn ngày hôm nay, đó chính là ngày 22 tháng 10 năm 2024, nhằm vào ngày 20 tháng 9 năm Giáp Thìn để long trọng tổ chức lễ hôn quy cô dâu Hồng Thắm sánh duyên với chú rể Văn Trương tại bản Đăng Nghiều 2, xã Đăng Nghiều, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Và hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị, quan khách, bạn bè và người thân của hai bên gia đình đã trở về trong buổi tối ngày hôm nay. Ban tổ chức tôi không cho quý vị phải chờ lâu hơn nữa. Xin được trân trọng tuyên bố lễ vu quy cô dâu Hồng Thắm sánh duyên cùng với chú rể Văn Trương
tại bản Đà Nhiều 2, xã Đà Nhiều, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, rất vinh dự cho nhà giàn Tem Hùa cũng như kênh Nhịp Xòe Tây Bắc được cùng trở về đây long trọng và thực hiện dấu đây xin bắt được chính thức bắt đầu một trong các tác phẩm nổi tiếng để chúc mừng. Trang hòa rất nhiều và cái thương khách quý trân trọng và kính mến. Qua sông thì phải có bến có lò, đám mai dẫn mối phải có người dặn dò đời cơ. Và ngàn nhà gái hân hoan mừng rể thào, nhà trai phấn khởi đón dâu hiền, vui duyên mới đẹp lòng hai họ, thắm vẹn tình đẹp nghĩa trong năm. Trong giây phút tuyệt vời ngày hôm nay, ban tổ chức chúng tôi cũng như viên kế nhà trai rất vinh dự được nhà gái tiếp đón đồng hậu. Và ngay bây giờ ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Vinh đại diện bên phía nhà trai sẽ có lời phát biểu cho chú rể Văn Trường làm con làm rể của ông Nhiệt và bà Oai tại bản Đà Nhiều 2, xã Đà Nhiều, huyện Sơn Bá, tỉnh Sơn La. Và chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn nhiệt để chào đón được không nào? Vâng, trân trọng kính mời ông sẽ bước lên phía trước một phương tiện. Vâng, xin mời ông ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể anh chị em hai họ bốn bên thân mến, tôi đại diện cho họ nhà trai xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các vị cầu hôn ngày hôm nay. Qua quá tìm hiểu và nhất trí của hai cháu Trương và Thắm và được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay gia đình họ nhà gái tổ chức lễ phu quy cho hai cháu Trương và Thắm. Từ hôm nay cháu Thắm cũng chính là con là cháu dâu của họ nhà trai, và cháu Trương cũng chính thức là con là cháu của họ nhà gái. Từ nay hai họ gia đình cũng là như một, và tôi cũng mong cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và tôi cũng thay mặt họ nhà trai cũng cảm ơn họ nhà gái đã tiếp đón nồng nhiệt, và cũng cảm ơn tất cả các vị quý khách đã có mặt ngày hôm nay để đến chúc phúc cho hai cháu. Một lần nữa tôi đại diện cho họ nhà trai xin cảm ơn toàn thể các vị khách quý. Xin được chân thành cảm ơn đại diện trưởng đoàn bên phía nhà trai Nguyễn Văn Vinh. Vâng, đã có lời phát biểu hay lời cảm ơn tới tập khách quý của chương trao chú rể Văn Trường để làm con làm rể tại mảnh đất Đà Nhiều hai chúng ta. Cô dâu Hồng Thắm thân mến, vợ chồng không chỉ riêng chữ, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng đồng ngoại đồng sát, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Cây có gốc đời rồi trời xanh non lá, sông có nguồn Việt cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Cha mẹ ơi sớm tối trưa chiều, những lời cha mẹ dạy bảo cũng chính là điều toàn mong. Ngày giây phút tuyệt vời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với lời phát biểu và trao dâu của bác trưởng đoàn bên phía nhà gái chúng ta, đó chính là ông Lành Xuân Mai. Và chúng ta cũng dành một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón đi đâu. Ông trân trọng kính mời ông xuất hiện đến đây. Kính thưa con bên hơi họ, kính thưa các ông các bà anh chị, bạn bè của cô dâu chú rể đến dự lễ phu quy tổ chức tại bản Đà Nhiều 2, xã Đà Nhiều, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La ngày hôm nay. Trước tiên xin được sự cảm ơn sự hiện diện có mặt của các ông các bà hai các chị cùng bạn bè của cô dâu chú rể. Đặc biệt thì hôm nay họ nhà gái chúng tôi rất là vinh dự và được kính chào sự nhiệt tình vượt đường xã xa xôi từ Trấn Uyên, Lai Châu đến với Sông Mã của tỉnh Sơn La, đặc biệt tại bản Đà Nhiều 2
để chứng kiến lễ ngô quy cho hai cháu Hầu Thấm và Văn Chương. Trước tiên thay mặt cho họ nhà gái xin được chúc các ông các bà các anh chị đoàn họ nhà trai sức khỏe hạnh phúc thành đạt và chúc cho cô dâu chú rể hạnh phúc trăm năm có một con trai một con gái tuyệt vời cho hai bên nội ngoại được bế bồng. Đó là sự mong muốn nhất của nhà gái chúng tôi. Và một lần nữa xin được cảm ơn sự hiện diện có mặt của các ông các bà tận Điện Biên, Xúc Cộp, một số tỉnh lân cận hôm nay cũng đến đông đủ để chúc phúc cho hai cháu. Và một lần nữa chúng tôi cũng là để thay mặt làm sao là trong gia đình của họ nhà gái rất là vinh dự và hạnh phúc cho cháu Thắng. Và chính thức đại diện cho họ nhà gái trao dâu cho các ông các bà họ nhà trai để chứng kiến cho mọi người cùng biết ngày hôm nay là lễ quy tổ chức tại bản đình Đồ Ai, là hôm nay thì là cháu Thắm của chúng tôi là vợ của cháu Trương, là hai họ gia đình nội ngoại sẽ là một trong gia hai là một và mãi mãi gắn chặt tình cảm đi lại giữa hai thông gia. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các ông các bà các anh các chị bạn bè cô dâu chú rể có mặt chúc phúc cho hai cháu ngày hôm nay. Sò giám chiêng quà mẹ ải em các bà sò giám chiêng mũ lẩu quan khẩu mình đi hư cỏ mưa mùa đi vấn chăn mưa sẵn bếp chép mưa lẹp chép ngang khách sò làn văn trường các bà Hồng Thấm hư cỏ mặc men cánh quang cần thế thì cài hải quá ma đeo xin hứa on ả ma pì đi mở hư cỏ lại tuổi lại tắc lại sự nhất trí không sòng tư gân giàu chua gân không hải nông giúp cơ chuyến cho dân tỉnh Lai Châu các bà nắng yêu hâu xin được ở hà lệ mới đi bên chân mới sẵn bên chép mới đẹp chém ngang nên cái tổ chức ở sòng làn hấp dẫn phổ biến mía tên phò mẹ ải em thảo ké nòng nông nô làn ban phương sòng làn cao hòa bớt chút thời gian má bay chúc phúc bày là chúc mừng ở lũ hà lan hấu cầu với mỹ quan ngày xưa sò tàng nả hơn nhưng sò tàng nả sòng nòng áo hiệp các nà nào ai xin được ở chúc hở phò mẹ ải em chúc phủ chúc côn và cả hảo cả han cả xỉa cả sau hàng mi đi lại chép lên lại nghĩa thơm phải đi mang ngài về phái mắc phường và nha cha mang ra khổng và cử vũ trần sắc nước hiển vũ xiển tà biên vũ diễn sắc nam bó đi sắc nhọt có sắc khu chúc hạ sòng lá nòi hâu ở văn trường các hồng thắm là hạnh phúc cả hoài phí phan phí mỹ đủ nhanh trai khẳng trần cắp cắn cường được món ăn hơn là xung khỏi hơn được giờ chúc phúc hải năn là chủ quân hấp cả chi đồng từng tình ủng hộ khỏi quá đơn nặng hạnh phúc cho hoài phí phan phí này mỹ đủ chia những trai khẳng trần cắp cắn này tiên tường được mở khỏi hơn sò tăng nhà lên nhanh sò cảm ơn chủ phủ chủ quân phòng cần đang bảo xong là tiền tô các bạn sản số động viên dân giàu đặc biệt coi chúc phúc ở sò đá nội hảo hạn trường sáu thảo kém màn dương hết đỡ phòng mẹ yên nữ chân thành cảm ơn ông lệnh Sơn Mai. Và để làm lại một chút nữa đại diện bên phía nhà trai cũng xin có lời đầu phát biểu và gửi gắm tình cảm gửi tới phái đoàn nhà cảm xin mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hôm nay cũng bên hoàng nhà gái cũng tổ chức lễ phu quy cho hai cháu Trương và Thắm. Một cuộc tổ chức hôm nay rất là vui, gia đình nhà trai chúng tôi rất là cảm ơn toàn thể bên hoàng nhà gái và toàn thể các vị khách quý. Và tôi cũng đại diện cho họ nhà trai cũng xin ngỏ lời mời tất cả các vị khách quý và nhà gái đến ngày 24 là nhà trai chúng tôi sẽ tổ chức lễ phu quy vào lúc 11 giờ trưa cho hai cháu thì cũng rất mời các cụ ông bà. Và sáng ngày mai là 23 vào lúc 10:35 thì cũng báo cáo vào nhà gái chúng tôi cũng xin đón dâu cháu về nhà trai chúng tôi để làm các thủ tục lễ nghi trong lúc phụ lễ của ngày gọi nhà trai chúng tôi. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn các đoàn bên phía nhà trai đã có lời mời toàn thể quý khách quý chúng ta đã có mặt tại đây. Chúng ta sẽ cùng tiến đưa cô dâu Hồng Thắm để về
Tân Uyên, Lai Châu để làm con, làm dâu của ông Dương và bà Hợi, được không ạ? Vâng, để kết duyên với từng thông gia hai nhà như một, trân trọng kính mời ông Lành Sơn Mai cùng ông Nguyễn Văn Vinh xin chuyển lên phía trước đi ạ. Hai vác sẽ tiến về phía nhau, trao nhau bắt tay, kết duyên với tình thông nhà, hai nhà như một, một bên là cột, một bên sẽ là kèo, dù giàu kèo ta vẫn có nhau, để cho cô dâu chú rể về chung một nhà, một người dân xin chúc mừng. Vâng, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Vinh và ông Lành Sơn Mai sẽ di chuyển về vị trí ban đầu là ban tổ chức dành riêng cho hai bác. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với những nghi thức lễ vợ thành công của cô dâu chú rể chúng ta. Đầu tiên, xin mời cô dâu chú rể sẽ di chuyển về phía tháp ly bánh cưới để cắt bánh. Xin mời. Vâng, hai em sẽ cùng tay cho tay nhau trước ngọn rể vui, từ đây nên vợ thành chồng. Bánh cưới tượng trưng cho sự ngọt ngào tình yêu của hai em. Hai em sẽ cắt sáng như trăng sáng giữa ta với mình, để rồi hai em về chung một nhà, ấm tình son sắt, vợ chồng mãi mãi không rời xa. Và tiếp theo xin mời cô dâu di chuyển về phía sắp đi rượu xong quanh chính thức hai tiệc thế nào. Xin mời. Chú rể sẽ cầm đi rượu xung quanh đầu tiên lên. Và chú rể sẽ mở từ từ. Và mở khóa thì chú rể sẽ chia mũi tai về mũi trai về phía trước điện khoảng 45 độ. Và chú rể sẽ sóc thật mạnh. Vâng, ngoài này chú rể sóc thế nào thì chúng ta hãy sóc như vậy. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng hai em sẽ cùng chung tay nhau cắt lần thắp đi rượu xung quanh thế nào. Xin mời. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy hình ảnh đẹp nhất tuyệt vời nhất của tổng chủ đề đã cùng tay trong tay nhau. Rất lên thắp đi rượu xung quanh tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở tình yêu của hai em. Rượu tượng trưng cho nước và mật ngọt, nước để tưới cho cỏ cây hoa lá thêm xanh tươi, mật ngọt sẽ tác động tình yêu của hai em nhân hòa trường tồn cho đến hàng ngàn ban sau. Chúc cha em trong năm tình viên mãn, bạc đầu hiếm phu tê. Vâng, hai em sẽ cười thật tươi đâu. Chai tiếp theo xin mời em sẽ mở chai tiếp theo. Vâng, chai rượu thứ hai xin mời em sẽ bật nắp mở chai thứ hai, rót lên những chiếc ly mà ban tổ chức đã bày đặt trên làn để mời tới. Một là rượu là chúc phúc, hai nữa là để tri ân. Vâng ạ, chúc cho hai em mừng tới cha mẹ. Vâng ạ, hai em, vâng ạ, xin mời hai em sẽ rót lên chai ly mà ban tổ chức đã bày đặt trên bàn. Vâng, rất tuyệt vời của các bạn. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, người người biển đông và ngàn công cha thì không thể sánh như trời biển. Và ngày hôm nay hai em được về chung một nhà, rất là trân trọng kính mời chú rể sẽ mời cầm đi rượu mời tới cha mẹ, ông Nghiệp và bà Oan. Bên phía nhà gái, cô dâu sẽ cầm ly rượu lên mời đại diện cha mẹ, đó chính là ông Bùi Văn Mộng và bà Hoàng Thị Hải. Vâng, cảm ơn cha mẹ đã sinh cho con một người con trai, đó chính là chú rể Văn Trương. Vâng, để yêu thương con đến hết cuộc đời. Và chú rể Văn Trương mời tới cha mẹ. Bên phía nhà gái, cảm ơn cha mẹ đã sinh cho con một người con gái. Vâng, con nguyện yêu thương đến hết cuộc đời này. Và chúng mấy em sẽ cùng quay mặt vào nhau. Và hai bên đình chúng ta sẽ chạm nhau ly rượu này, cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể chúng ta đi ạ. Xin mời. Vâng ạ, xin mời. Và cô dâu chú rể sẽ uống chén rượu này. À, xin mời hai em sẽ bắt tay nhau đi ạ. Và quý vị ơi, chúng ta cùng đến ạ. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, xin được cảm ơn cô dâu và chú rể. Tiếp theo xin mời cô dâu chú rể cũng như hai vị chúng ta sẽ đặt những chiếc ly về vị trí ban đầu đi ạ. Vâng, phần quà cũng gửi tới cô dâu.
Hồng Thắm chúng ta. Người mẹ đang từ từ, người bố người mẹ đang từ từ trong cái tuần hiểu mình với phần quà. Quà này cha mẹ dành tặng cho hai con, mong rằng hai đứa sát son một đời, dù cho biển bạn đối rời, mong rằng hai đứa đời đời thủy chung. Vâng, ôm người con, người con rể chúng ta đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời, chúc mừng tình cha con. Và vâng, một phần quà nữa rất ý nghĩa từ bố vợ gửi tới hai con. Chúng ta biết là đường xa xa rồi. Người bố cũng có phần quà gửi tặng cho con rể cũng như con gái yêu thương. Vâng, một chiếc xe máy hiệu Vinson. Vâng, xin mời người bố vợ gửi cho chú rể cũng như con gái yêu thương của mình phần quà đi nào. Xin mời. Vâng, để cảm ơn phần quà, chú rể sẽ cho người bố một vòng tay chặt đi nào. Vâng, xin được chúc mừng. Vâng, chúc hạnh phúc hai con trăm năm tỉnh viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, cảm ơn phần quà của những người đặc cha làm mẹ rất ý nghĩa các bạn. Tiếp theo, ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình bác Sáng Thoan, bản nước xã Triệu Phong cũng có phần quà gửi tới nam giới hiện diện nào. Chúng ta trân trọng kính mời phần quà. Vâng, xin mời ạ. Gia đình bác Hàng Doan chuẩn bị, và gia đình bác Đắc Đoán cũng chuẩn bị. Vâng, xin mời ạ. Gia đình bác Hàng Doan và người La cũng có phần quà gửi tới cho quân đội chủ tịch chúng ta. Xin mời. Vâng, cảm ơn phần quà của gia đình bác Sáng Toàn bản nước xã Trường Phong. Tiếp theo chương trình, xin trọng kính mời gia đình bác Hàng Doan di chuyển lên sân khấu đi ạ. Bản người La, vâng, xin mời phần quà đi ạ. Gia đình bác Đăng Doãn cũng chuẩn bị. Còn chúng ta sẽ tận trường đây ạ. Và chờ đợi chương trình rất gia đình bác Đăng Doãn bản người ta. Vâng, xin mời bác sẽ di chuyển lên sân khấu để trao quà gửi tới quân đội chủ tịch chúng ta. Xin mời. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy gia đình bác Đăng Doãn bản người ta đang trao quà gửi tới quân đội chủ tịch chúng ta. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc với hai cháu Hồng Thắm và Văn Trường trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn phần quà của gia đình bác rất nhiều ạ. Vâng, xin được chân thành cảm ơn gia đình bác Hàng Doan rất nhiều. Vâng, cảm ơn bác Đăng Doãn, xin mời bác xin trao quà gửi đến tổng chủ tịch chúng ta. Xin mời ạ. Vâng, bác tổ chức trân trọng kính mời em trai Lò Quân. Vâng, em ở vị trí nào di chuyển lên sân khấu để trao quà đi nào. Xin mời. Ta đang nhìn thấy những hình ảnh đẹp nhất từ hai gia đình đang từ từ cho
hai cháu những phần quà rất là tuyệt vời và ý nghĩa để chúc mừng là hạnh phúc tới cô dâu hồng thắm và chủ tịch Văn Chương trong buổi tối hôm nay. Và đặc biệt nữa, xin được cảm ơn kênh Điện Sở Tây Bắc đã ghi những hình ảnh đẹp nhất tuyệt vời nhất cho gia đình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Vâng, trân trọng kính mời em Quân. Vâng, em đang di chuyển đến ạ. Xin mời. Ngày nào chị em ta còn là quay quẩn bên nhau, nhặt rau và nhóm lửa để nấu cơm cho mẹ. Và ngày hôm nay em mừng lắm, em vui lắm. Em nhìn thấy chị đã có người thương, đó chính là anh rể Văn Chương. Ngày hôm nay hạnh phúc của anh chị, em có món quà chúc mừng hạnh phúc tới anh chị. Chúc anh chị sẽ trăm năm hạnh phúc, bắt đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn phần quà của em Quân rất nhiều. Đấy, cảm ơn em Quân. Tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình vợ chồng anh chị Quyết Hưng Vàng Mé Bòn cũng có phần quà gửi tới hai em. Xin mời và cũng trân trọng kính mời gia đình bác Quyết Vàng Người La cũng có phần quà gửi tới cái đồng chủ thể chúng ta. Xin mời các bác xin chuyển lên sân khấu nhé. Kết hưng gửi các phần quà gửi tới chúc mừng hạnh phúc cho hai em. Vâng, xin mời bác Quyết và Người La. Vâng, xin mời bác ở đây ở vị trí nào di chuyển đến đây ạ. Và tiếp theo cũng xin được trân trọng kính mời dì Thiên và Người La. Vâng ạ, xin mời dì cũng như bác Quyết sẽ di chuyển lên sân khấu đi ạ. Xin mời. Vâng, chúng ta đang nhìn thấy bác Quyết và Người La. Vâng, những bông hoa tiên thắm gửi tới các đồng chí rể của chúng ta. Vâng, tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình cô chú Tươi May và Đặc Hiệu 2 xã Đặc Hiệu cũng có phần quà gửi tới cộng đồng có thể chúng ta. Xin mời phần quà. Vâng, gia đình dì Thiên và Người La của mình. Chúc mừng trăm năm hạnh phúc tới hai cháu. Vâng, cảm ơn dì Thiên và Người La rất nhiều. Và ngay lúc này đây chúng ta đang nhìn thấy gia đình Tươi May cũng có phần quà gửi tới cô dâu Hồng Thắm. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc trong buổi tối ngày hôm nay. Và để cảm ơn phần quà, cô dâu chú rể sẽ liên tục vâng trao những cái ôm thật chặt gửi tới các cô các bác đi ạ. Xin mời. Tiếp theo, bắt đầu chương trình kính mời lên sân khấu gia đình bác Kỷ Niệm và Người La cũng có phần quà gửi tới các đội chú rể chúng ta. Xin mời. Gia đình bác Tích Thủy chuẩn bị. Vâng, rất nhiều phần quà đúng không ạ? Còn một trang nữa. Rất nhiều phần quà.
và tổ chức sân khấu kính mời nhân dân thờ gia đình bác Tích Thủy. Bản bé Bon cũng có phần quà gửi tới cho hai cháu, xin mời thầy bác ạ. Một chút quà gửi tới cho tổng chức để cảm ơn người bác. Người bác Tích Thủy sẽ ôm hai cháu vào lòng được không ạ? Vâng, chúc mừng hạnh phúc tới hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Vâng, cảm ơn người bác Tích Thủy. Chúng ta tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình Công Lương bản To Phèn. Vâng, chúng có phần quà gửi tới có tổng chức để xin mời gia đình bác Đạt Phong tiền cát chuẩn bị. Món quà rất ý nghĩa các bạn, rất tuyệt vời. Và cảm ơn gia đình bác Công Lương. Tiếp theo bác tổ chức tiếp theo kính mời lên sân khấu gia đình bác Đại Phong bản tin cát số cuộc của các phần quà gửi tới quân đội chủ đề, xin mời. Vâng, bạn của chúng tôi xin được trân trọng kính mời phần quà nữa, cuối cùng đó chính là phần quà bác Minh Hoan bản Đa Cầu hội một cũng có phần quà gửi tới cho quân đội chủ đề, chúng ta xin mời phần quà. Vâng, áo bay bên nào hay ra khỏi tới với Hemi này, sau khi là chúng ta áo khỏi đi. Vâng, ngắm hẹp phả ngoan lúc ngoan bản đang coi chứ tặng áo khỏi cái tặng áo bao bái cho bác. Vâng, khỏi xiết hình. Vâng, bây giờ xin cảm ơn các cô, các bác, các chú, các em đã có những phần quà rất ý nghĩa để chúc mừng hạnh phúc tới có đồng số thể trong buổi tối ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi một lần nữa xin được kính chúc tới toàn thể các quý bạn bè và những người thân của hai bên đình đã có mặt về dự trong buổi tối ngày nay. Chúc toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Và xin mời hai bên đình chúng ta xin di chuyển về phía từng bàn tiệc để cùng giới thiệu cảm ơn sâu sắc nhất toàn thể khách quý từ hiện trường chúng ta. Xin mời ạ. Và cô dâu của chú rể sẽ ở lại với bạn tổ chức một chút chúng ta có giao lưu với chú rể Văn Trương được không ạ? Chương thân mến chú rể hôm nay rất đẹp trai, cao to và đẹp trai, phong độ thì không ai bằng đúng không ạ? Và cô dâu xin gặp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến lại thêm phần đất na. Và ngày hôm nay chú rể Văn Trương làm rể tại mảnh đất Hàn Đặc sông Bá, cảm giác những giây phút làm rể chú rể cảm thấy thế nào ạ? Rất là vui và hạnh phúc ạ. Vâng, niềm hạnh phúc càng được nhân lên khi được nhận diện đông đủ toàn thể khách quý trở về với gia đình chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin hỏi cô dâu Hồng Thắm thân mến, cô dâu hôm nay còn ở nhà mẹ cha, ngày mai chính thức bước xe hoa về làm dâu của Tân Uyên, Lai Châu. Cảm giác của cô dâu trong lòng thế nào? Em rất là vui thôi. Vâng, ai cũng vậy thôi. Trong buổi chúng ta khi được mặc lên mình một chiếc váy cưới thì cũng là lúc những cảm giác hồi hộp và vớ ngỡ được tràn về. Mới ai hiểu được đâu, mới ai thấu được đâu, chúng ta không ai dạy cho chúng ta làm dâu cả đúng không ạ? Chỉ có cha mẹ là những người yêu thương nhất và dạy chúng ta làm dâu. Và anh cũng một lần nữa xin chúc cho hai em sẽ luôn luôn hoàn thiện nhau và yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau những gì quý giá nhất trong cuộc đời này và sẽ vun đắp cho những gì còn thiếu của nhau, không ạ? Và chú rể vẫn chưa thân mến. Chú rể Văn Trương thân mến, từ khi yêu cô dâu Hồng Thắm chúng tôi thì chú rể đã từng
tôi cũng khó nói mà không biết là nên nói thế nào, mà cô dâu thì không được phép mà nói vậy. Xin hỏi chú rể có nhất trí với ý kiến của cô dâu không ạ? Nhất trí ạ. Nhất trí đúng không ạ? Mọi người có nhất trí không ạ? Có nhất trí với ý kiến của cô dâu chỉ ôm nhau thôi. Đấy, mọi người không nhất trí đâu ạ. Có quý vị muốn sao ạ? Vâng, muốn cho cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn nếp vợ thành chồng được không ạ? Đúng rồi không ạ? Một chồng một tay thật lớn ạ. Vâng, rất tuyệt vời, mọi người đã nhất trí như vậy thì hai em và anh sẽ bắt buộc rồi. Và anh sẽ phải ra tay. Vâng, anh sẽ ra tay đấy ạ. Được không ạ? Vâng, xin mời em sẽ quay mặt vào nhau được không ạ? Nói thêm nữa, vâng, xin mời em sẽ quay mặt vào nhau. Vâng, di chuyển một cái đấy, nhìn thấy chú rể cười tủm tỉm ngay mà tươi ngay, chú rể chúng ta tươi ngay. Đấy, hôm nay được hôn rồi, đúng không ạ? Đấy, tuyệt vời. Cô dâu Hồng Thắm thì ngại ngại người trước nhưng mà rồi sẽ quen thôi, đúng không ạ? Đó, xin mời cô dâu Hồng Thắm hai em dịch vào rất một chút nữa được không ạ? Cô dâu Hồng Thắm sẽ đặt đôi tay của mình lên đôi vai chú rể chúng tôi, đó là phần cứng nhất. Và chú rể Văn Chương sẽ đặt đôi tay của mình sờ từ trên vai của cô dâu Hồng Thắm chúng tôi sờ xuống, chỗ nào mềm nhất thì đặt tay vào đó đi. Và đúng chỗ đó mềm không ạ chú rể ơi? Mềm, mềm đúng không? Chỉ một mình biết thôi ạ. Và chỗ cứng nhất của chú rể chúng tôi cũng chỉ được phép cô dâu một mình em được biết thôi. Và anh sẽ bắt đầu cho em trao nhau nụ hôn tuyệt vời nhất vào thành chồng ngày hôm nay. Khi anh đếm 3, 2, 1 thì hai em sẽ bắt đầu nụ hôn. Và khi anh đếm đến 5 thì hai em sẽ kết thúc nụ hôn. Được không ạ? Nhất trí không ạ? Nhất trí ạ. Vâng, cố gắng lên ạ. Cười thật tươi đấy nào. Quý ơi. Vâng, chúng ta sẽ cùng rút ra những chiếc điện thoại đời cao nhất để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của tôi chú rể, được không ạ? Đếm của tôi được không ạ? 3 2 1 Xin mời. 1 2 3 4 Mới đến 4 nữa. 4 4,5 sẽ trăm năm tình duyên vẫn bắt đầu nhớ phu đê và đôi một người cùng xin được ghép lại chương trình với ra mắt của cô dâu Hồng Thắm và chú rể Văn Chương trong buổi tối ngày hôm nay. Và luôn vừa rồi chú rể cảm thấy thế nào ạ? Có khuê không? Khuê không ạ? Rất tuyệt vời luôn. Vâng, chú rể thì còn liếm môi, và cô dâu thì còn nuốt nước bọt và anh sẽ không cho hai em hôn lâu như vậy nữa đâu. Anh còn để phần đó thì hai em sẽ cùng trở về mái nhà chung. Vâng, anh xin chúc cho em sẽ có một cuộc tình thật ấm êm và hạnh phúc, luôn luôn chia sẻ cho nhau cũng như hoàn thiện nhau những cái còn thiếu, đúng không ạ? Và cùng trở về với gia đình. Yêu thương đó thì hãy yêu thương cha mẹ và yêu thương bản thân, cùng nhau vun đắp xây dựng hạnh phúc mai sau lên vợ thành chồng. Và ban tổ chức cũng một lần nữa thay mặt cho cô dâu chúng tôi xin được gửi lời kính chúc sức khỏe tới các bạn, các cô, các bác, cô chú, anh chị. Đặc biệt cơ sở ban quản lý bản Nàng Hiều 2 đã tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình chúng tôi tổ chức lễ vô quy cho cô dâu Hồng Thắm xây dựng cùng với chú rể Văn Chương trong buổi tối ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được kính chúc toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời cô dâu rể di chuyển về từ mặt tiền đi nào. Xin mời.